bao nhiêu cái gà ngon với cả bao nhiêu cái gia vị là nó sẽ là ở trong này hết rồi đấy. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đồ ăn ngon là phải có bạn hiền đúng không anh? Anh em thấy không? Ở đây là cá hồi nhà mình là cá hồi ở Sapa hết nhé. Nướng, nướng, nướng. Cái này thì tất cả mọi người đều có thể thưởng thức được cá hồi Sapa rồi. Thưởng thức là rất nhiều món khác nhau, đúng cả. Ăn là phải một chút nước lẩu chua chua ấy. Cho nhiều nước lẩu vào nhá. Thật nha. Wow. Tức là em dạo này em bị thiếu dương khí mọi người, nó nặng lắm. Đấy à. Đấy, đây, cho bé chen đi. Bé chen đi. Cái này là rất là giòn luôn. Cái này là rất là bổ đấy. Ui, ăn chị quá thương em rồi. Bổ đủ thứ luôn đấy. Ui, ăn cái này nha, ăn cái này thử nha. Thử nào. Tất luôn. Ok. Ngon đúng không? Cho lạnh rồi, làm một phát nè. Đâu, anh để anh thử nhá. Ngọt, phết luôn. Ngọt quá. Rồi, mời anh em nhá. Quá ngon. Wow. Đừng thở anh ơi. Lần công, lần công. Đấy thì lần này là sẽ nhờ cậu An là đưa Lily Chen lên đỉnh, lên Hà Giang đi. Đấy. Một, hai, ba, go. Wow. Hello. Hello, xin chào các bạn nha. Hiện tại thì anh em mình sau khi mà đưa Chen cũng như là bố mẹ nuôi của Chen đi chơi lòng vòng quanh Sapa thì anh em đã có mặt ở nhà Sapa TV. Này, đặc biệt là cảm ơn cậu An chạy phiên Tây Bắc đã đưa Chen cùng mọi người đi. Cảm ơn anh Tuấn hôm nay đưa mọi người lên đỉnh nhá. Mọi người khen lắm đấy. Nói chung là hôm nay thì mình chuẩn bị một số những món ăn đặc sắc để giới thiệu với các bạn về ở bên nhà hàng dân tộc quán Sapa, cơ sở thứ hai của Hải nhá. Mời các bạn vào trong. Ê, mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Nhà hàng này to hơn nha. Hả? To hơn, dạ. Đẹp hơn nha. Xin chủ kiểu ảnh à, ok luôn. Đâu? Phải bê cái xe mà thiết thật nhanh mà còn đang để xe, chúng nó còn đang dựng xe. Để xe ở ngoài đường, nó nhảy vào chụp ảnh luôn. Em chạy trước. Đấy. Phần cứng đấy. Thế thì có gì khi nào mà ăn cơm qua ủng hộ nhá. Có tí á, đi ăn. Dạ. Chúng nó đang để xe à? 1, 2, 3, 2, 3, 3. Ok, anh cảm ơn chị nhá. Đây để mời mọi người lên trên. Anh Hải bây giờ VIP lắm rồi, có Sơn Tùng đấy. Không, mình làm gì, mình làm gì hot đến mức độ thế. Chị ấy nói là chị ấy quảng cả xe để... Có nghĩa là quảng cả xe giữa đường luôn, nguy hiểm thật đấy. Thật ra bây giờ là đấy. Anh Hải bây giờ hot là cả Sơn Tùng với cả nhà. À không, mình không được xin phép, không dám so sánh với cả idol Sơn Tùng. Nhưng mà thực ra là mỗi người thì nó có một cái nền tảng riêng. Đấy. Bạn ấy là bên ca hát, còn mình đến bên đồ ăn tổng tư lệnh IA cửa hấp. Đấy, chợ phiên Tây Bắc là hôm trước là đón Chen từ từ Ninh Bình nhờ. Từ Ninh Bình thôi. Vất vả lắm, tự lái xe đấy, cho nên là không làm clip để cho mọi người xem được đấy. Mọi người thương chợ phiên Tây Bắc nha. Nhớ anh em nhớ đăng ký ủng hộ, subscribe cho kênh chợ phiên Tây Bắc. Chào các bác nhá. Xin chào. Đây, mời cả gia đình ngồi đây. Wow. Hôm nay là ăn thắng cố. Đây, ngồi đây. Anh nhớ lần trước mình ăn thắng cố không? Cái gì rạo rực nha? Thần công rạo rực. Đúng rồi. Chú đây, chú ngồi bên đấy cùng bạn. Hôm nay thì sẽ chuẩn bị một số những cái món ăn. Đấy. Nhưng mà có vẫn phải làm tí tiểu chứ nhỉ? Làm tí là gọi là khó vai lèng anh em ạ. Đúng rồi. Đấy. Đây, đây là em wow, cá tầm hấp. Món gì ngon vậy anh? Đây là món cá tầm hấp nấm hương Sapa này. Đấy, hấp hấp quá. Là hấp nguyên con luôn. Anh cái con to đùng ở dưới hồ đúng không? Đấy, nó còn bơi nha cả nhà. Còn đây là cái món anh nhớ cho chị nước trà. Thắng cố. Đấy, một trong những món ăn không thể bỏ qua khi các bạn lên đây. Đấy. Đây, anh nhớ không? Đây. Thèm chưa? Chèn. Thịt trâu qua bếp. Chầm chéo. Chầm chéo. Và bên này thì có lẩu này. Lẩu cá tầm. Đấy, lẩu cá tầm. Và đặc biệt là cái bí. Đây là thịt
Đây, em đưa anh cái bí đây để anh lấy. À, à, bí nấu gà đen đúng không? Uh-huh. Đây, món này là món rất là ngon và bổ dưỡng. Đây, cả nhà cho ba Hải bát để lấy nào. Đâu, đưa bác qua đi. Ủa, ưu tiên bố mẹ Lily Chen. Mọi người hết sức thông cảm vì anh chị là không ít nói. Nhiều anh em cứ comment và sao bố mẹ Lily Chen ít nói, không như con. Thông cảm vì là mấy khi... Như này nè, cứ đang nói chuyện bình thường cái đưa điện thoại lên cái cứng liền mọi người. Không có thói quen sống ảo, sống hòa đồng giống như Chen, cho nên là rất là ít tiếp xúc với máy quay mọi người, cho nên là mọi người thông cảm. Dạ. Chứ bình thường là em gái vui vẻ lắm. Mà thật ra thì cỡ như em Chen thì nó đã là người của cộng đồng rồi mọi người. Đúng rồi. Idol. Cho nên là mọi người phải hết sức thông cảm. Dạ. Thực ra thì trong cái buổi nhậu thì phải có người nói nhiều, một người nói ít. Chứ ai cũng nói nó thành ra là nó cãi là nhau. Nó cứ quăng quát thành cái chợ đúng không? Hôm nay thôi cứ gửi cho Chen nó là người nói nhiều đi. Tại vì trong một cái gia đình thì chắc chắn em Chen nói nhiều thì những người còn lại sẽ nói ít. Cái món bí đỏ hấp mà em uống ở bát là tỉnh táo tàu luôn. Món này là vừa bổ dưỡng này, vừa mát người nữa. Đây là ai mà vừa mới ốm xong mới là ăn cái món này. Đúng là rồi, tuyệt vời luôn. Thơm lắm mọi người. Em đã được ăn qua một lần. Mà các bạn nhá, ăn con heo á chị. Một cái phần bí này rất được nhiều luôn. Đấy. Đây là anh em nhìn thấy chưa? Múc từ nãy giờ là bao nhiêu chén rồi? Bao nhiêu chén này vẫn còn đây này. Đấy, nên là anh em yên tâm là không bao giờ lo là. Nên là cái con gà mà hầm với bí, quả bí nào là bên trong phải nhiều quả bí đấy, mình vét, mình ăn luôn và không sử dụng lại quả bí này, tái sử dụng lần nào nữa cả. Đúng rồi. Và nào là nên khuyến cáo là phải ăn hết quả bí đấy. Chính xác. Không thể nào kiềm được. Nào, anh em mình rồi đủ hết chưa? Đúng rồi. 1, 2, 3, yo! Rồi, ngon là phải có bạn Hiền đúng không anh? Có bạn Hiền. Châm khẩu bánh lèng chưa? Châm rồi. Ngon quá. Nói chung quả bí đỏ này mà tầm gia đình tầm 8-10 người ăn là không chứ, 10 người ấy. 8-10 người. Kể cả 4 người. Bây giờ mình vẫn còn phê pha luôn. Rồi. Nào, hôm nay mọi người đi số mấy cái điểm check in ok chứ? Có đẹp có không? Hình hết rồi. Có hình chưa? Có cô tôi chưa gửi hình em nhỉ? Tối nó mới gửi em. Ok kìa. Cả nhà thông cảm cho em Chen. Thật ra em Chen cũng có bệnh nghề nghiệp đi không? Có hình đúng không mọi người? Thôi bây giờ anh em mình làm chén đi. Em thèm rượu này lắm rồi. Rồi. Rượu này ngon lắm luôn ấy. Vô. Mời cả nhà. Vô. 1, 2, 3. Vô. Mời cả nhà nha. Từ ơi ngon. Ok không? Sở thích của mình. Ở miền Tây á mọi người, ở miền Nam á uống xong một ly rượu là dỗ cái đồ cái bạch quá vậy. Vậy đó, là nó nhức cái nách đó, nó ngon vậy đó. Mình thích cái kiểu đấy rồi đấy, hôm nào vào đấy người bố trí cho anh đi uống rượu đấy nhá. Ok. Nghe mình vỗ người ta hàng, người ta vỗ mình. Ai dỗ cũng được chứ. Em cáp cho anh ngồi với mấy ông bác của nhà em. Vâng. Là dỗ bác luôn. Nhân mặt đồ các thứ, nhìn ngon lắm, nhìn sướng lắm. Mấy nhìn cái ông biểu diễn thôi cũng mấy bác tay to là cũng bị tin á. Đâu còn ai làm tí súp nữa không? Bác Chân làm biết không? Này em gái. Em gái chỉ ăn bí thôi. Em gái thích ăn bí với nước. Đây có hạt sen rồi. Đấy, đây này, em gái cho anh mượn cái con dao hay cái thìa đây để rẽ cái này ra cho mọi người biết. Đây, mỗi người anh em mình là phải làm một miếng. Bây giờ sao mà bổ cái này nó thật là khéo chứ. Đấy. Bổ đều nó mới khó. Nhìn giống như là chả dưa ấy. Cái này là không ăn mà phí ra. Đấy. Bao nhiêu cái gà ngon với cả bao nhiêu cái gia vị là nó sẽ là ở trong này hết rồi đấy. Đấy. Đây, anh em thấy không? Đây. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Tuyệt vời. Tuyệt vời chưa? Mỗi em làm miếng nhỉ? Ai, lấy đi chen. Chen một tí. Chen em. Em cảm ơn anh. Anh tín đồ bí đỏ. Vâng. Ở trong Nam gọi là bí rợ á chị Tuyên. Ở ngoài này mình vẫn gọi là cái bí bí đỏ mà. Trong Nam gọi là bí rợ. Bí rợ. Rất nhân.
Nào người đẹp, làm tí đi, ăn bí đi, yên tâm là không ăn bí này nhưng mà không bao giờ bị bí đâu. Nhưng mà các bạn biết là ở người ngoài Bắc nhà mình ấy là Tết, riêng Tết nhá, là quả bí này không bao giờ không dám ăn, bởi vì sợ bí à? Quanh năm là bí. Ủa sao em thấy người ta vẫn ăn hạt bí mà? Đấy thì người ta là ấy đấy, mời anh em nhá. Ngon đúng không? Thật ra bí ở đây nó ngon hơn bí trong Nam hay sao mọi người? Bí này là bí nếp của bà con chồng. Bí đây là bí nếp đấy. Nhiều khi anh em cứ bảo là sao mà kiếm được nhiều bí này, bởi vì là mình có cách mua anh em nhé. Tức là mình có nông dân trồng cho mình hả? Đấy, nông dân trồng rất nhiều. Nhưng mà thường là hay cho bọn trẻ con ấy đi học ấy đóng góp để khi nào ví dụ như là nhà trường hết rau đấy, thì sẽ lấy quả bí này ăn, nên là mình thay vì thế là mình mua luôn quả bí này của bà con, là bà con lấy tiền để đi mua thịt luôn đấy các bạn ạ. Đấy. Nên là nó có cái hay của nó. Bây giờ trẻ con còn bí ăn không anh? Còn nhiều mà, rồi ơi, bản nhiều lắm em ạ. Trồng như du du. Các tỉnh phía Tây Bắc mình, sáu tỉnh đều trồng hết mà. Quên tấn rồi, hôm nay tiếp thò lên nhá. Rồi, mời chú nha. Mời vô, chú nha. Vô tư. Phải hết đấy nha. Vô tư. Rồi. Vô tư. Em ơi, cạch cạch bù bù đi. Mọi người cho chị mấy cái bát ly đây để vô tư nè. Là vô tư có nghĩa là vô gì tư dân tư của mình á, là là vô tư đi. À. Vô tư đi. Nè, bên đây các bạn này. À, cạn. À. Từ hôm qua hôm nay uống một ly đấy. Chơi luôn. Cạn mà. À cạn nè. Rồi sau khi mà thưởng thức xong món bí thì bây giờ cũng muốn là lấy cho mọi người thưởng thức món cá hồi nhé. Đây là mời anh em xơi món gọi là cá hồi nướng nguyên con. Đấy. Đây anh em thấy không? Ở đây là cá hồi nhà mình là cá hồi ở Sapa hết nhé. Ôi nướng đấy. Chứ không phải do sông khói là chị Tuyên. Nướng đây, nướng. Ồ, riêng sông khói riêng. Cá hồi tươi nướng. Nhà mình vừa rồi thì có mua được một mẻ cá hồi cá tương đối là to của bà con nuôi rất là già tháng ở trên bản. Nên là mình đang chuẩn bị để ngày mai sẽ cho đi lên sấy các bạn nhé. Và bắt đầu là bên mình có bán cái món là cá hồi sấy. Cá hồi sông khói. Cá tươi là cá hồi sông khói. Ui, ui. Wow. Mạnh lên. Đấy. Nhìn cá tươi là phát là biết ngay. Không bao giờ nó như một bông hoa luôn. Cá chết rồi là nó dính luôn. À, giờ anh mới biết đấy. Không mà. Này. Da là cũng là ngon đấy. Ai thích ăn da nào? Đây cái này bây giờ cuốn cho mỗi người miếng đi. Rồi bây giờ cuốn nha. Đây để em làm cho chị. Đây em làm bên này. Hai Hải cuốn bên đây. Để em chen. Thôi em chen đứng dậy chen anh Hải mất rồi. Thôi anh Hải làm đi. Đây. Làm đi. Thôi. Đây. À, cho một tí cà rốt này. Rau này. Thấy không? Đấy. Dưa này. Đấy, đặc biệt là phải làm một miếng cá siêu to. Đây. Sao ít là rau thơm này bà. Ai mà không ăn được cá sống thì ăn cái món này là hết bài nha cả nhà. Đinh lăng này. Được không? Ở đây có đinh lăng ạ? À? Đúng rồi. Đây là cho em cứ tưởng là đinh lăng chứ. Ok. Đây các test thử cái xem wax salad thế nào. Cái này. Thì mấy cảm ơn chị. Này mình chấm với chấm chéo à? Đúng rồi, chấm với chấm chéo. Đây. Ăn ngon miệng vào đây. Anh nghe Tuấn ơi. Này. Đấy, ok. Lily Chen chuẩn bị này, ra đòn này. Ui dồi ôi. Lily Chen là không thể nào thiếu được rồi cả nhà ơi. Đây, hết bài nha. Ok, mình hỏi anh đâu nhỉ? Ừ. À, hả? Ừ. Ăn một phát, một hết cuốn không? Gọi gì đấy? Đây anh Hải ơi, đến đàn anh đây này. Cầm chéo hộp món này lắm luôn á. Cầm chéo hộp món này á. Đây, mời anh em nha. Như là cầm chéo hộp với tất cả. Có rồi, có rồi, chị ăn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Thế này thì tất cả mọi người đều có thể thưởng thức được cá hồi Sapa rồi. Thưởng thức là rất nhiều món khác nhau đúng cả. Em mời cả nhà. Tại vì cả nhà mọi người có quan điểm là cá hồi mình phải ăn sống nó mới ngon đấy. Bây giờ là cá hồi là nướng theo kiểu nguyên con này là vẫn gì vẫn có sống mà. Đúng, giữ được độ ngọt. Vẫn giữ được độ ngọt của cá. Cá vẫn tươi, vẫn thơm, vẫn ngon. Thế này thì mình em gái chén đi cay à cay ăn xong rồi.
ăn hai miếng à? Em một phát một là hết một cuốn, chị Tuyên cuốn luôn. Còn năm miếng nữa nhá. Làm miếng nữa đi. Đây này anh em này, đây mình tự cuốn cái của mình nhá. Chị ơi cuốn nhanh, anh Tuấn một cuốn đi. Cuốn anh Tuấn chưa có à? Chưa. À. Đây anh em mình. Em hai anh em làm chân rượu đi. Đây, cậu An vô đi. Vô. Lên một tí. Còn em ít dứa này, còn là cho thơm này. Rượu này ngon nhỉ? Đúng là rượu anh uống em này. Ê, anh cưới anh đây. Hôm nay là anh Tuấn đem cả chị đi theo là phải em uống ơi. Luôn. Này anh Tuấn trước chén nè, không phải đấy là để hôm tối á, anh Tuấn vẫn còn chị ngủ là không được. Phải cho hai người cùng thức đúng không? Phải, anh phải nhờ làm theo đồng đều đúng anh không? Anh nhớ lần trước á là mình cái gì thành công đạo được là chỉ có một mình anh Tuấn đi thôi. Đúng rồi. Anh chị ở nhà chắc chị ngủ mất rồi. Đúng rồi. Lần này ý đồ của ông mang chị theo là cũng để hai người cùng mỗi thức đấy. Em hiểu hết mà em là em gái cho anh là sẽ không hiểu được. Đây chúng với cả cậu này. Dạ. Lấy thêm cho. Đấy. Cho chị thêm cái rau sống này em ơi. Dạ vâng ạ. Đấy anh Hải là ấy anh em mình một cuốn một là vào một mồm luôn ấy. Đấy. Ừ. Cậu ăn bên cậu ăn đây. Cậu ăn. Ngon. Ngọt. Cả nhà. Nó bùi. Chỉ có Ken mới là đối thủ của anh Hải được thôi. Ừ. Một cuốn một và một mồm một. Đỉnh cao. Ok không? Đấy nhìn chị ăn ngon miệng ấy chứ. Hôm qua là cũng khi mà lên video rất nhiều người hỏi bảo ơ anh Hải ơi sao anh gọi bố mẹ đi lên chen là anh chị ấy thì thực ra là mình không dám láo thế đâu, nhưng mà do anh chị cho phép là gọi bằng anh chị cho nó trẻ. Thật ra là anh chị đấy. Cũng chia sẻ là tuổi của anh chị cũng xem với tuổi của chị gái của em Tuyên. Uh-huh. Nên anh chị bảo là gọi như thế cho nó trẻ, ra ngoài anh còn... Thôi, em mời anh chén nhỉ? Trêu đùa được là okay chưa? Thoải mái. Em nhưng mà bây giờ gọi anh gọi chú. Gọi anh ấy. Đây, vào đây vô nhá. Gọi chị đó, đấy. Nha các bác, công nhận nha em nha. 1, 2, 3, vô. Hôm trước ấy lên ông bà ngồi buồn buồn bảo sao đi đường xa cả nhà. À 300 cây cơ mà. 300 cây thôi, lần đầu tiên lại đi xa như thế đúng không? Đấy mọi người chê em chen xấu nhưng mà thật sự là mọi người nằm xe 300 cây đi mọi người thấy là nó mệt đến mức độ nào. Không, em chen nhìn ở ngoài. Không, thật sự là em chen nếu mà em chen đẹp như chị Tuyên là em chen đã lấy chồng mất rồi cả nhà ơi. Không nhưng mà đứa nào mà đẹp như em chen xấu cho nên em chen mới ế chồng cả nhà. Tốt thôi tính lại đi. Tốt thôi tính lại để cho bôi lên ta. Đúng. Đấy để chị làm đại diện thương hiệu để cho em đi lấy chồng á. Đây mời anh em sơ món cá hồi. Em chen phải làm mỹ phẩm để cho các chị đừng ế chồng. Đúng rồi, chuẩn luôn. À đúng rồi, cái câu slogan này được đó chị. Là cái gì? Slogan là muốn không với chồng hãy tìm Lily Chen. Đúng rồi, đúng rồi. Bao giờ? Em phải tiên phong cái việc này mới được. Thế là em phải cưới gấp. Cưới anh ạ. Nhất trí, nhất trí. Cưới anh, mời anh. Mời anh đi. Năm 2024 nên là em trên tuyển 10 anh chồng nhá. 10 anh? Anh nhất định là 2, 4, 6, 3, 5, 7. Chủ nhật em phải nghỉ để em đi nhậu. À. Đúng rồi. Đâu có cái mui. Em phải chừa ngày chủ nhật em đi nhậu chị Tuyên à. Đưa hộ em cái mui với. Đưa em cái bát đây. Để em xin phép là lấy thắng cố cho anh ơi. Em cùng thưởng thức. Anh ơi, thường tự em rất là thích món thắng cố của anh luôn ấy. Thế Dượng cố gắng là ăn nhiều chút nhá. À. Lấy cho anh. Anh gọi chú là đấm bây giờ đấy. Từ hôm qua gọi chú hơi nhiều cay lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ là gọi bằng anh. À, anh em thấy không? Canh thắng cố này. À. Cả nhà thắng cố. Em mời anh nhá. Thắng cố này là không bị hôi nha. Rất là thơm luôn. Thường thường ăn à, thắng cố ấy chỗ khác em không biết như nào nhưng em ăn rồi em cảm thấy nó hôi lắm. À. Nhưng mà chỗ của anh là em không. Quan trọng là cái ngựa nó phải tươi. Ừ, anh em mình ngồi đúng đầu gió luôn, thơm nức luôn. Thơm nức luôn anh ạ. À. Nãy giờ em kìm lòng không nổi luôn á. Em muốn ăn nhiều lòng hay là nhiều ấy? Anh cho em gì mà ăn đó, em dễ chịu lắm. Cái lòng ngựa này là ngon nhất đấy. Nào. Thôi, lạnh thì ăn đã nha. Lên Sapa phải làm nồi lẩu thắng cố. Không ăn là tiếc ấy. Dạ anh Mận. Phí cái buổi đi ra, đúng không? Cố nha, dân tập quán thì tiếc đúng không? Đấy, anh em thấy không? Này, ngon này. Anh à, dân tập quán bây giờ là cái view này gọi là uống không say không về. Cái view này người ta gọi là view triệu đô đấy. View triệu đô
đô đúng không chị Tuyên? Đấy, chị ơi, chị nhớ ăn nhiều vào để tối nay mà còn thức. Cái video này là cái video điều hòa 4 chiều. Đúng rồi. Không, cô ăn đi lấy cho. Không, chị phải vừa ăn vừa uống nó mới có sức chị ạ. À. Để say quá mà không có sức còn phí ra. Đấy. Rồi, mà sếp. Em nói gì anh không hiểu tí nào luôn. Em khổ lắm. Nhưng mà anh lại thích kiểu đấy nhá. Không chị Tuyên à, em bây giờ em tự nhiên em cảm thấy như em đi lên Sapa năm 10 lần như một với nó. Cho em mượn cái rau này. Đấy, cái đĩa đây luôn. Cái này thì lấy như thế nào khi, mới được cơ chứ. Khi mà các bạn gọi thằng cố ấy là sẽ có phần rau này, rau quả này. Đấy, đậu này. Đấy. Đây. Mà rau này là không phải là gì đâu nha các bạn, đây là rau Sapa xịn sò luôn đây này. Đấy anh em thấy chưa? Rói luôn. Xanh nước luôn, không xanh không lấy tiền mà không giòn hoàn lại tiền luôn. Đấy, ok. Nhìn đĩa đâu là thèm. Cho vào đây luôn đi, để một lúc nữa là anh em mình ăn. Đằng nào cũng ăn, chả khách sáo cả. Em trên đã hết nửa nồi rồi anh à. Ừ. Em ơi, bơm tiểu đi em ơi. Châm tú. Chị ở trong Nam á thường hay gọi là châm tú. Là cái gì? Là cái gì? Châm tiểu. Châm tú. Hình như cái ly của em nó bị kê hay sao ta ơi. Tại em uống cái long đen. Tại em để lại long đen thế. Vô. Một. Hai. Ba. Vô. Cũng vậy hết ra nữa ta. Hết chưa? Hết ra nữa. Đấy anh em thấy cái view này tuyệt vời không? Ngồi đây cực kỳ là thoáng. View đằng sau từ đây ra chợ đêm của chỉ có khoảng 500 mét. Chén đi, chén đi. Mời anh em nhá. Đấy em phải chấm lên nước thắng cố. Đấy. Cay đấy. Úi dồi, nhìn cái mỏ ăn là cũng uy tín đấy anh em nhỉ. Không. Còn cái bát nước chấm rồi đây em. Đưa mà. Bát hết bát ra đây. Đây hết đây. Không, có cái kia đây đây. Cái em nó để ở bên bàn bên kia vì là nhiều quá chật. Em chắc là cảm ơn em. Thích ăn cái tiết này mọi người. Nó rất là mềm. Mà thật sự là ăn với cái nước súp này là 10 điểm luôn. 10 điểm cho chất lượng và uy tín luôn. Hả? Cho lạnh là làm một phát nè. Đâu, anh để anh thử nhá. Ngọt phết luôn. Ngon quá. Anh Hải dầu này yếu rồi. Thế hành trình của Lily Chen thì ngày mai là sẽ nhờ cậu An là đưa sang bên Hà Giang. Còn anh thì có một chút việc ở Hà Nội, anh sẽ vòng về Hà Nội, sau đó thì xong sớm anh sẽ phi lên Hà Giang cùng với cả đoàn. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Anh em muốn theo dõi cái hành trình của bé Lily Chen thì anh em cứ vào kênh Chợ Phiên Tây Bắc của cậu An nhé. Follow ngay là kênh của Chợ Phiên Tây Bắc nha mọi người. Để mà xem hành trình của em Chen tiếp theo nha. Đấy, để xem em Chen ăn gì và em Chen quậy cỡ nào nha mọi người. Quậy đục nước Tây Bắc em Chen mới về nha mọi người. Đấy, lâu lâu em Chen đi chơi một bữa mà. Lâu thì ta mới quậy một lần. Ấy em Chen đi làm mọi người ơi. Em Chen mặc đồ bộ lông ruộng không đó mà mọi người nở lòng nào mà nói em Chen nó đi Úc chơi. À. Đi đâu? Đi Úc chơi chị, đi Úc chơi. Đồn quá trời đồn rồi sao mà quá trời quá đất là tội nghiệp cho em Chen quá. Phải chi em Chen đẹp như hoa hậu em Chen cũng gán. Này em Chen hổng được đẹp lắm luôn á. Sao mà khó tính quá chừng thế này. Em nghĩ nhưng là mà cái giọng ở trong kia nói kiểu gì nhỉ, nghe vẫn cảm thấy kiểu ngọt như kiểu như miên lui mà này mà vẫn ế thì mọi người đủ hiểu đấy. Hồi xưa á, mà khi mà trước khi chơi với anh Hải á, là em ơi ăn cái tôm vậy, sau khi chơi với anh Hải xong em ăn cái máng. Lợn thì phang cả đùi, đủ hiểu như nào là cái đấy rồi. Vậy đó, thành thử ra mọi người cũng hiểu rồi ha. Xong rồi hỏi xong em chen ế hoài luôn. Xong nói em Chen kén này kia. Kén đâu, em la làng la sớm lên luôn. Anh Hải em cũng chồng hay là không em vẫn phải là phụ thuộc vào duyên số nữa. Cũng có thể là lựa chọn là 7 anh, 10 anh nhưng mà vẫn chưa đến duyên. Không, em lần nào em đi lễ em cũng viết cả 10 số tình duyên cơ. Xong rồi đáng lý là một cái rổ nó phải rơ 10 anh thì nó phải vớt được một anh chứ. Nó không dính anh nào. Cái rổ này nó chắc nó thương quá. Em phải đăng lại. Lần sau là em phải tăng lên 10 lần nữa. Em phải đăng kiếp hơn để mà dính cả 10 anh. Đấy, 2, 4, 6, 3, 5, 7, chủ nhật nghỉ. Chia ra. Mà tích cực là
nắc tay à? Nắc tay rồi, vận may sắp tới. Em phải tích cực đi rải cá mọi người. Không sao. Chuyến này nhờ anh chị cũng cố gắng rao hộ em. Anh em xin phép phát động cả nhà một chén nè. Cả nhà ơi, em chén vui là chính nha mọi người. Trong bàn nhậu thì em chén nó không vậy. Nói chung là yên tâm là đi Hà Giang thì anh sẽ cố gắng làm sao bắt cho em một anh chàng mông. Anh ở trên đó là ổn không? Ổn lắm. Được. Mời cả nhà nha. Ok. Tức là bây giờ là trên đó có thủ tục bắt chồng hay không hay sao? Bắt chồng, bắt vợ. Rồi rồi rồi. Là có cần phải lấy dây cọp hay là cái gì không để em mai mua? Không. Xe chở hết. Nhưng mà xe mình có chở đủ người không? Bây giờ là anh chỉ cần huyết cháo phát là có xe điện chở đến ngay thôi. Nhưng mà cái người nào mà đẹp nha, chứ mà mập nhường yên là thôi bỏ đi. Cái này gầy gầy đấy không? Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên nó mặt nó xấu vậy? Chán em. Đang kiếm. Nó không nâng cân ấy. Em là uống quá rồi. Em uống mấy cả anh Quỳnh Tuấn cái nhầm. Ngay cảm ơn đã đưa em gái nó lên đỉnh nhá. Thấy em gái lên đỉnh là vui như này là đủ hiểu rồi đấy. Tuyệt vời. Em chưa thấy ai mà dễ thương như anh Tuấn luôn ấy. Hôm nay lên đỉnh để đưa em chen lên đỉnh thành công và về với cả dân tộc quán để thưởng thức các món ăn đặc sản ở đây. Vô. Vô. Được. Nào. Ba anh em mình vô một cái nha. Xin phép ở nhà nhá, ba anh em tôi làm gì. Mời cả nhà. Em xin mời một ly luôn nhà. Bên đấy phải phụ nữ vô luôn đi. Ủa em là phái gì ta? Cậu An ơi. Em á. Mời anh nhá, hai anh em mình cách từ xa nè. Rồi chúc anh chị có thật nhiều hình đẹp và có một cái chuyến đi là cực kỳ ý nghĩa mà lần đầu tiên trải nghiệm chuyến Tây Bắc và Đông Bắc. Dạ. Cái món anh em này, đây là cái món lẩu cá này. Đấy, lẩu cá này chỉ cần chín tới ăn là đã ngon rồi anh em nhé. Mỗi người làm bát lẩu đi. Đấy. Cho mình cái muôi cái đi bán này, cái muôi mà múc được nước. Ăn là phải một chút nước lẩu chua chua ấy, thì mới ngon, em mời chị. Em gái anh lấy đây. Rồi. Em là đang trong tình trạng gọi là thiếu nước đúng không? Vâng, đúng rồi anh. Thiếu nước lẩu đúng không? Đây của em đây. Cho em một cái bông hoa. Em thừa nước cho em ít thôi nhá. Đây. Nào, Trang khai báo mau là đang trong một tình trạng gì đây? Thiếu nước thôi. À, thiếu nước à? Bơm nhiều nước vào. Bơm nhiều nước cho vào. Nhiều nước. Cho nhiều nước lẩu vào nhá. Này. Cảm ơn. Bồ tạng này. Nước lẩu này thơm rồi. Hình như là có mẻ. Ôi, ngon quá. Trời lạnh như vậy nè. Lẩu. Hết bài. Đây chị gái uống cũng tốt. Chị uống tỉnh phết chứ đừng đùa. Hà Thanh ra cũng chay. Đấy, bạn nhậu của ông ấy. Có ven đấy. Thật ra em không có gì di truyền ngoài cái uống tốt á chị. Ăn tốt uống tốt rồi. Như kiểu phi la tốt đúng không? Nào, anh em dô cái cho đoàn kết nào. 1, 2, 3, yo. Dô luôn. Đầu tiên là phải là 1, 2, 3 ăn. À thế hả? Làm lại không? Thôi được rồi, phát sau đi em. Mời anh em nhá. Mời cả nhà. Bỏ lẩu thôi. Xin ra chị anh Hải bây giờ ăn nóng thôi em chen ạ. Ừ. Đây. Thật nha. Wow. Ừ. Tức là em dạo này em bị thiếu dương khí mọi người, nó đau lắm. À thế à? nên là đụng đồ nóng vô em chen nó hợp hay sao á. Các ông xem ông nào bế nó đi hộ gái rồi nó khóc nhiều quá. Dạo này âm khí nhiều quá rồi đó. À thế à? Hôm nào mà có anh nào mà nhấc đi hộ được thì nào vừa là khai trương ăn mừng chị ạ. À?
Em lên dân tộc quán không? Khai trương là ý là cửa hàng mỹ phẩm spa đúng không? Không, sau không, đó bây giờ em lấy chồng cái là một lần nữa. Luôn. Bây giờ em không cần khai trương nữa. À, có rồi. Ngay là em lên dân tộc quán ăn mừng. À, lên đây ăn mừng luôn. Đúng rồi. Em phi thẳng lên đây luôn gặp anh chị. Phải, nha. Phải bộ, phải báo cáo tình hình chứ. À. Em phải lên đây vỡ mật. Không, công khai hết mọi người, công khai cho cả nước biết luôn. Ừ. Lên Sapa vỡ mật luôn. À, ngon quá à. Cho em tí nước đi. Nước chết rồi, em nước nôi khô hạn thế này bảo sao. Rồi. Mời em. Lên đây là phải ăn lẩu, uh-huh. Ăn thắng cố. Ôi, Tuấn ăn được. Làm chén nha. Ủa cảm ơn anh Tuấn chưa? Rồi. Cảm ơn anh chưa? Tí nữa mày. Lẩu ngon nha. À mày ngồi gần đây em chen mà cứ uống nước lẩu của em ngon thế này thì chết rồi. Hấp lẩu đi. Yo. Yo. Mời cậu Tấn nha. Cảm ơn cậu Tấn bữa nay đã đưa gia đình đi lên tới đỉnh. Công mà trở về với dân tộc quán này thưởng thức các cái món ăn đặc sản của địa phương. Đi tới nơi về cái chỗ. Đi tới nơi về cái chỗ rồi. Nhưng mà là được đi lối VIP ấy. À. Anh Tuấn là đưa lên tận nơi, xuống tận nơi đón rồi đưa lên tận đỉnh. À. Rồi đưa xuống tận ga luôn. Đã hiểu. Đại diện bộ mặt mập bé rất là xinh xò. Cái công lớp về trần trụi và về thay đồ. Tóc bắt đầu vút vút kêu đúng không chị? Đúng rồi, vút vút lại cứ chọc ngược chọc màu. Đấy cũng là một kỷ niệm đấy. Sáng bảo ơi, chị Tiên biết không là sáng anh nhắn tin cho em bảo cho anh ơi. Hôm nay là anh là lên đồ đấy. Lên vest lên đồ luôn đấy. Xong lên mắt mưa ướt nhẹp cái vest. Lên gặp đốc luôn à? Đốc luôn. Trời ơi, đi xong lại người ta lại còn quay video được. Ông còn đang xem mặt như thế này không? Tương nhờ. Thời tiết đúng là Sapa là một ngày cuối mùa. Xuân hạ xuân đông đều khó hết. Mặt này là mưa một tí thôi. Mưa là đẹp thật. Ở dưới này mưa một ào ào cái xong rồi lại nắng đẹp luôn đấy. Đấy chính là lý do mà tại sao anh em khi lên Sapa là phải mang nhiều đồ đi. À. Không nhưng mà thật sự là em cảm thấy em may mắn. Uh-huh. Tại vì em có những người anh, người chị rất là tuyệt vời. À. Lên một cái nơi mà phải nói là thiên đường. Dạ. À, một nơi du lịch khá là tuyệt vời. Đây là món, nhiều món ngon lấy luôn. Cho anh đôi đũa mới nào để lấy cái món. Đây em lại rẽ rẽ cái con này ra. Đây. Đây là cá tầm Sapa nha anh em nhé. Đũa mới đây anh. Đấy. Còn bơi luôn đấy. Đây, đang bơi vè vè đây này. Anh em thấy chưa? À. Ngon quá. Đây, để mình đợi xích ở đây thì anh em được xem bao được. Bao nhiêu tinh túy nó ra cái nước rồi nào ạ? Uh-huh. Đây là cái mình, kia là cái đầu đúng không? Uh-huh. Đây, anh em thấy không? Đấy, anh ơi, con cá này cái xương nó giòn giòn đúng không? Cá tầm đây. Cá sụn luôn này. Đấy. Đúng không? Đấy, anh em thấy không? Con cá này ở trong Nam làm sao mà kiếm được con cá to mà ngon. Đâu? Trên đâu? Đây, em đây, ăn cho ra. Đừng đĩa đây, cho đĩa cho nó nguội để ăn cho nó ngon. Nó còn nóng. Quên anh Tuấn. Anh phải cho anh Tuấn nhiều vào. Anh ấy vất vả với bọn em lắm đấy. Cho anh đây. Hôm nay là mấy anh em là có mấy kiểu ảnh luôn nhỉ? Đây, đây. Nhất trí. Rồi, ưu tiên này cậu An nha. Cho rồi, quả đuôi anh là ăn mà cho cậu An nhiều vào. Quả đuôi này là để cho nó cực ấy. Cho quẫy. Wow. Nó tít. Đấy. Ôi giời. Tao lấy cái đĩa. Cái đây sụn này. Đúng không? Ôi. Cái sụn này có cái sọng kìa. Anh Hải đây. Cái đấy ngon nhất ấy. Đấy, đây. Cho bé chen đi. Bé chen đi. Cái này là rất là giòn luôn. Cái này là rất là bổ đấy. Ui, anh chị quá thương em rồi. Bổ đủ thứ luôn đấy. Ui, ăn cái này nha, ăn cái này thử nha. Thử nào. Tất luôn. Ok. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Nhưng mà em nghe ừ mà các bác xem phim mà các bác không hiểu cái gì là chết anh đấy. Đâu em gái này. Chết rồi, em đã đầu đọc các bé các bác. Thông cảm cho em chen nó bị thấy quá cảm xúc. Đây, đây, đây. Ngon đây, 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 đây. Nhưng mà cái sụn này làm sao nó ngon thế nhở? Ừ. Đây nó còn còn miếng này đây anh em nhé. Cá rất là to. Cái này này. Đây, em đưa anh lấy cái này cho.
Không, em thích ăn này này. Ăn đi. Ngon với chậm chéo ngon lắm. Chậm với chậm chéo là ngon. Cho em ăn cái này nhá. Ra đòn đi. Cục mỡ này ngon nè. Đúng rồi. Béo ngậy luôn. Đấy. Thế nó bảo em đang giảm cân anh ạ. Mọi người thấy Chen nó giảm cân, vậy là giảm cân dữ chưa? Đúng không? Giảm cân dữ rồi đó. Từ 55 lên 58 kg rồi giờ 59 luôn rồi. Không, nhưng mà tầm này cũng đẹp rồi. Mặt mà bầu béo. Đúng nhìn phúc hậu mà. Dạ em bầu quá chị, bầu quá không tốt chị. Tràn hết cái màn hình của khán giả rồi. Ông ơi Vin cũng cười. Hả? Lâu lâu không gặp Chen là có được cười xinh, duyên, phải có hai cái mà đúng được tiền. Hôm nay được em Chen lên tham quan ở vùng Cao Tây Bắc, tìm hiểu về văn hóa địa phương, lịch sử, và đặc biệt hơn nữa là hôm nay Chen được thưởng thức các cái món ngon và đặc sản của dân tộc quán ở Sa La. Anh chị ở bên đây đầu tiên là nước văn hóa, nhiều ẩm thực. Ẩm thực ở bên đây là tôi đặt toàn bộ tất cả những cái món ăn tinh tế của Sa La ở đây. Ở đến đây nhất định phải đến qua đây một lần. Sau đó là lên Phan Xi Păng đúng không? Sau đó là lên công trình về kỳ vĩ ở đỉnh Thiêng Phan Xi Păng, nhà Đông Dương. Đây là điều tự hào người Việt khi mà đến góc nhà Đông Dương. Nhất đỉnh Phan là nhiều ẩm thực. Ẩm thực ở đây thì chúng ta các anh chị biết là Chen này là được tụ hưởng tất cả. Và hôm nay Chen đang ngồi để thưởng thức những món ăn ngon và đặc sản của địa phương. Nào. Nào thì thắng cố của dân tộc quán là các món ăn rất là tuyệt vời và hấp dẫn. Và không quên nữa là có vé em người ngủ khổ thức đấy. Anh uống em khen hay. Nhưng mà tối nay mà Chen nó đi một mình cái này nó uống khó vé lèn thì không hiểu là nó sẽ làm gì anh ngủ em thôi mà. Mọi người Chen ngủ thôi hả? Chen có đem thuốc ngủ thôi mà. Nào chúc Chen ngủ ngon và ngủ ngoan nhá. Chúc bé ngủ ngon. Chen có đem thuốc ngủ thôi mọi người ạ. Ngủ thằng nào đi nhậu anh Hải cũng đem thuốc ngủ nè. Tôi uống khóc cái lèng về thì nó nằm ở sofa nó ngủ luôn anh em ạ. Chắc là sau đoạn này em lại có người yêu đấy anh ạ. Em có cảm giác là linh tính đấy. Đúng không? Chẳng chắc. Lẽ bây giờ mình ra đúng 10 lần mình không có được lần nào đúng không? Thế là cay lắm á. Ở đây được cái là view hết sức là tuyệt vời. Nằm trong tác hiệu của trung tâm thị xã Sa Pa. Nào em mời chị Chén nào. Sau khi mà đại gia đình đến đây xong thì có thể dạ, là em có ở phía sau để tham quan toàn cảnh cái gọi là hồ Bát Ngọc ở thành phố Sa Pa, cũng như là các cái vị trí đến với cả là xã Sa Pa rất là gần, nào đi chợ hoặc là đi các cái vị trí ở trung tâm của thị xã Sa Pa rất là gần. Anh vừa uống với cả chị em với chị bạn khỏe nhé. Càng xinh gái và thành công hơn nữa. Đặc biệt là khi mà các anh em đến nhà hàng dân tộc quán ấy là có một bãi đậu xe rất là lớn luôn. Đây anh em nhìn phía sau này. Nên là yên tâm là có chỗ đậu xe thoải mái luôn. Đấy. Hay xin báo cáo với các bác là em với chị Tuyên tình cảm vẫn tốt ạ. Không có gì sức mẻ hết. Chị càng chẳng qua là tụi em hôm trước tụi em nhậu quá chó chén cho nên là hôm sau tụi em hơi mệt. Người nó hơi đừ xíu thôi chứ thật ra bọn em vẫn sung lắm. Các bác đừng có đổi thừa bọn em là mất tình cảm với nhau. Ai nói ngả nói nghiêng chị em mình thì tình cảm trước sau như một. Đấy. Đúng rồi. Không bị lung lay luôn. Không chứ. Hai chị em làm chén đi. Vừa làm chén này là làm chén nữa à? Rồi chắc chân. Chơi luôn. Mời anh em xơi món gỏi cá hồi. Đây là lá rau cải mèo. Mình thì không biết mọi người như nào nhưng mà riêng Hải là cứ đây lá chua. Kết hợp thêm một cái lá tô. Ở đây có ăn cho nó giải chả. Dạ. Nè. Dứa. Cá hồi ở vùng này. Cá hồi cá rốt. Cá rốt. Đây. Củ cải. Anh em thấy không? Muốn ăn cá hồi tươi thì phải lên sao ba. Đây, em gái này. Em phải là chơi kiểu như này này. Ngập mồm à? Đấy. Ngập mồm luôn. Này. Tới em đi. Đó để em lấy. À tự lấy nhá. Thế xin phép ở nhà review trước mà. Wow. Em chơi. Mình chưa một tạt à? Có rồi. Thế anh đúng. Anh thích ăn không à? Kiểu nguyên bản à? Chân mời cả nhà nhé. Em mình ăn cuốn nhá. Anh Tuấn ăn cuốn hay ăn tươi? Anh ăn tươi. Ăn tươi anh đưa bát đây, em lấy bát. Thịt mình nó dai. Sai đúng không? Không bị bở nha. Anh lấy bát này chưa? Cả nhà biết xem, cá hồi mà không tươi là bị bở nha. Đúng rồi. Anh ơi. 10 điểm. Thật ra á. Chiến đấu luôn. Đây, kia bát kia. Mình đi ăn ấy là mình phải ăn chỗ ngon, chỗ uy tín. Thật ra mọi người biết xem, Chen là người bụng rất là yếu. Thật ra Chen rất là kén việc chỗ nhà hàng để mà ăn luôn ấy. Đây có rau này này. Đấy anh em cuốn luôn. Nhưng
anh ơi chiến đi. Nhưng mà đến dân tộc quán và Sapa TV là khỏe, ngon, khỏe và bổ. Ở đây thì ngoài những cái món ăn như kiểu là cá tầm, cá hồi, lợn bản, gà bản, thắng cố, thì chưa qua bếp rồi tất cả, thì bên mình còn có cả những cái đồ ăn như ăn cơm ấy, cơm kiểu canh cua, cà pháo là có đầy đủ hết nhé các bạn nhé. Sau khi chuyến đi Hà Nội thì mình có lẽ là mình sẽ đi một số nước Đông Nam Á như lần trước ấy. Đấy, cũng có hẹn với cả bạn Tú là đi Cam để cùng bạn ấy đi ship rau sang bên đấy. Nhưng mà cũng chưa biết như nào, phải lát nữa điện cho Tú xem như nào. Đấy. Anh chị em chiến bụp bụp đi nhá. Mình định làm miếng thịt trâu qua bếp đấy, nhưng mà thôi từ từ làm miếng cá thôi. Đấy, để cũng quấn phát cho các bác xem này. Đấy. Đây anh em nhìn thấy miếng cá nha. Nhà mình có thể là thái chì hoặc là thái kiểu gì cũng được. Đây. Một chút nha các em. Cà rốt này. Không. Dứa này. Và đặc biệt là cái rau chua này nha các bạn nhá. Đấy, đố các bạn tìm thấy ở đâu? Chỉ ở Sapa nhà mình thôi anh em nhá. À, một lát cải này. Đấy. Nhưng mà em bảo là để tô. Thật ra bây giờ thật ra người Nam bây giờ mình, thèm cá hồi là phải ra Sapa thôi. Mình đấy này. Anh quấn mà nó vẫn chưa là cái. Không, mình quấn cái thịt này ở đây thì màu nó mới đẹp. Chuyên nghiệp. Rồi. Mời anh em nhá. Quá ngon. Wow. Đừng thở anh ơi. Lận công. Mùa tạ hơi nhiều. Thôi không sao, không có cay. Đừng khóc, đừng. Bác mồ hôi. Em bình tĩnh. Đừng khóc anh ơi. Nhưng mà nhiều khi là ăn thế nó mới cảm giác phê. Biết là nó sập lên rồi. Rồi rồi. Muốn thử. Phải thở chứ không thở ngọt. Nó. Vô. 1, 2, 3, vô. Phê bên đây vô không? Vô. Không vô là đau bụng đó. Không vô. Mai vô cũng phải cứ chậm mà. 1. Hả? À, uống rồi à? Cho thêm đi. Chưa kịp hô mà nó uống rồi. Chưa hô mà nó uống. Này. Sao lúc hô lúc không vậy? Đấy, ở trên bản nó khó nói lắm. 1, 2, 3, go! Wow. Oh. Còn... sao? Em lại hai chén liên tục. Hai chén liên tục à? Anh ơi, hai nó chưa được, ăn phải ba chứ. À, thế hôm nay phát biểu cảm nghĩ lên đỉnh như nào? Có thỏa mãn, có thích không? Có cảm thấy là phê pha không? Phê không, cười cái gì? Bây giờ lời đúng ý lòng mình đi. Em báo cáo các bác là em, ừ, em lên đỉnh cũng tốt. Còn cái vụ kia thì em chưa biết. Để okay, em học hỏi thêm. Nào. Em báo cáo các bác xong nha. Nào. Đấy thì lần này là sẽ nhờ cậu An là đưa Lily Chen lên đỉnh. À, lên Hà Giang đi lên đỉnh hoài luôn. Đấy. Sao mà bữa nay lên đỉnh hoài vậy? Này cảm ơn anh Tuấn cũng như là cảm ơn tất cả đi xem cũng anh chị. Sau đây có gì Hải cũng xin phép kết thúc video để anh em tiếp tục ăn uống ngồi nói chuyện. Còn rất nhiều những cái món ngon nữa. Xin chào và hẹn lại tất cả anh em vào những video kế tiếp nhá. Bye bye.
của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.